Rồi, Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay, Lisa muốn gửi đến cho quý vị và các bạn. Hello chị Lisa thân mến, hôm nay là ngày 5 tháng 11, 2017. Xe tải kéo container đã bị bốc quả cháy dữ dội ở Thủ Đức. Các chiến sĩ ba sạch của chúng ta ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa báo tin có một vụ đốt xe tải kéo theo một container vào khoảng 20 giờ 30 tối ngày hôm qua, ngày 4 tháng 11 năm 2017. Theo như người dân thuật lại, thì một chiếc xe đầu kéo biển số 57L0883 kéo theo thùng container loại 40 feet chạy trên xa lộ Hà Nội hướng Suối Tiên vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ bị phát quả một cách dữ dội, mặc cho ba xe cứu hỏa đã được điều động đến để mà tiến hành dập tắt lửa. Nhưng phần đầu kéo vẫn bị ngọn lửa thiêu rụi tan tành. Có điều đáng nói là báo cho Lisa biết là vụ đốt này không do ba sạch chúng tôi ở Thủ Đức thực hiện. Có lẽ là người dân ở Thủ Đức đã ý thức bản lĩnh chính trị nhiều hơn và đã tự tay hoặc đã ra tay cùng với một chai xăng để ném vào chiếc xe container này đã được phải đổ xăng trộn với hỗn tạp trước đó nên đã bốc cháy và những đây là quả quạng. Đất nước này toàn dân Việt Nam phải mạnh mẽ hơn. Phải mạnh mẽ hơn. Đây là hiện trường của chiếc xe tải container đã bị cháy. Cho mấy con chó đảng đỉ của tao bay vô chửi tao. Chửi mà rốt cuộc không có hành động chừng chửi làm đéo gì. Tụi bay chửi tụi bay phải hành động làm sao cho tao đừng có kêu gọi người ta hổm đà tao phá hoại. Tao trù ẻo cái đảng đỉ tụi bay thê thảm như vậy rồi mà tối ngày trên đây cứ mẹ nó ra ngồi. Trời ơi, là chị cũng tiếp tục chiều ngày 4 tháng 11, 2017, Công an thành phố Huế cho biết tài xế điều khiển xe ô tô mang biển số 75A07434 đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người tử vong rồi bỏ trốn vào khuya 3 tháng 11 tại thành phố Huế là ông Dương Đức Quy. Thằng chó đẻ Quy này đã đến Công an Huế tự thú cùng ngày bởi vì nó là cán bộ của ngân hàng nhà nước. Đụng người ta rồi bắt đầu là chạy trốn trốn đã đời rồi. Rồi bắt đầu là tới chừng ta phát hiện được là một thằng chó đẻ. Vấn đề là kêu bằng đó là mẹ Dương Đức Quy. Mà thằng Dương Đức Quy là ai? Thằng Dương Đức Quy lại là một cán bộ của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đụng người ta rồi bỏ trốn. Khốn nạn chưa? Khốn nạn vậy đó. Mất dạy vậy đó. Khốn nạn. Cho nên các bạn đang ở trong một chế độ bạo quyền, không có luật lệ con mẹ gì cả. Cho nên các bạn phải mạnh mẽ lên cho Lisa nha. Ngày hôm nay Lisa sẽ cho các bạn biết rất là nhiều những cái tin. Cái tin mà Lisa muốn cho quý vị biết được ngày hôm nay đó là thiệt hại do ông trời, do bão đã đánh sập tiếp tay với vấn đề là Lisa cũng như là mọi người dân Việt Nam đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ê mặt. Tụi nó chạy lính quýt như là chuột chạy, hợp hội với nhau quá trời rồi. Ta nói tiêu tùng, hội nghị APEC, ta nói bộ mặt, ta nói thê thảm luôn. Và Lisa có một cái tin thiệt hại do bão bên Việt Nam và Lisa nhận được một cái tin đấu đá ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lisa cảnh báo cho phe Nam Cộng, cảnh báo cho phe thân Nga chuẩn bị tinh thần. Coi chừng phe thân Tàu Cộng có những chỉ thị nhận được của thằng Tàu Cộng là ASTT. Chữ ASTT này không phải là IS mà là AS. AS viết tắt của chữ ám sát. TT mà tiếng Mỹ gọi là TT tức là thủ tiêu. Cho nên hãy coi chừng ASTT này nó sẽ hành động. Hai phe tụi bay chuẩn bị sẽ có những cuộc mà vấn đề là kêu bằng là thanh trừng đổm máu xảy ra. Lisa rất là đợi chờ tất cả những phe này khai quả. Người nào trong thời buổi này mà không mạnh tay thì coi chừng sẽ tiêu tán được nha.
Chị ơi là chị, bão Demri vừa đánh vào miền trung của đảng Đĩ đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề và to lớn. Phải nói là ghê gớm thiệt chị ơi. Đây là một đòn đánh thẳng vào mặt của chế độ đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng ngay trước thềm hội nghị EPEC. Thống kê mới nhất từ đài Reuters của báo nước ngoài đăng lên thì đã có tới 27 người chết, 22 người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 10.000 cơ sở bị tiêu tùng, hơn 200 cây cột điện bị sập, làm đứt hàng ngàn mét dây điện, 7 tàu chở hàng bị chìm. Nhưng mà đảng Đĩ Cộng sản chỉ có công bố là 17 người chết, 10 người mất tích, con số công bố chỉ bằng 1/3 thực tế thôi chị ơi. Ngoài ra thì bão còn gây ngập nặng nề khắp miền Trung và xài thành phố Hồ Chí Minh. Nước ngập vào nhà dân và biến cả thành phố Hồ Chí Minh trở thành biển nước. Hiện tại thì đảng Đĩ và vấn đề là cộng sản đang run sợ và không biết làm gì chị ạ. Người dân Việt Nam ù lì quá, cho nên Lisa tụng kinh gõ mõ kéo thần gió thần bão, kéo cô hồn các đạt đồ vào để mà làm cho lớn chuyện lên trong tương lai. Tao cho nó động đất, tao cho nó sóng thần, tao cho chết mẹ hết cái đảng Đĩ. Tao phải cho bỏ tật, tao phải mất dạy, tao phải bỏ tật, tao phải khốn nạn, tao phải chó chết. Tao phải tao ghê không? Trời ơi chị ơi là chị, tao nói hả, nước ào ào ào, tao nói ngập linh láng luôn chị ơi. Nước ngập vào nhà dân và biến cả thành phố Hồ Chó Đẻ trở thành biển nước. Hiện tại thì nước vẫn chưa rút hết và đảng Đĩ Cộng sản vẫn chưa có sửa chữa sau cơn bão. Cả miền Trung tan hoang, tanh bành té bẹ sau cơn bão. Điện nước vẫn chưa được nối trở lại. Người dân bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nguyên nhân là do đảng Đĩ Cộng sản ăn rượu cùng rùa, đầu bò, ốc chó, não lộn, dự báo bão sai đường tâm bão. Bão vô Nha Trang và Phú Yên thì lại nói là vô Ninh Thuận và Bình Thuận, làm cho dân không chuẩn bị trước nên mới bị hậu quả nặng nề như thế này. Đà Nẵng cũng tan hoang banh tành sau cơn bão, gây thiệt hại nặng nề cho hội nghị EPEC kỳ này. Các cột cờ của đảng Đĩ Cộng sản cũng bị gió và thần gió của chị đã quét cho sập hết, báo hiệu một điều xấu cho đảng Đĩ Cộng sản chị ơi. Công nhận chị lợi hại thiệt. Hôm qua chị tụng kinh, chị nói rằng hãy bà thật kêu thần gió thần bão hãy nên thổi sập đảng Đĩ, phá hoại hội nghị EPEC, thì tự nhiên hôm nay những cái cây cột cờ nó treo để mừng hội nghị đỏ chét bắt đầu máu thoát nó bị ngã sập tanh bành đó. Tao chết mẹ tao bây chưa, một điện nó ngã hết, tao nói cờ xí đâu kia sập mẹ nó trơn đó đó, cờ máu tháng của tao bay sập mẹ trơn, bỏ thật chưa, mất dạy. 200 cây cột điện bị sập nè he, rồi những cái mà cờ máu tháng máu đỏ treo, tao nói bị cây nó ngã, tao nói ginh ngang nó trơn, đẹp chưa. Cái này đâu cần người dân phải giật sập đâu, người dân sợ quá đáng đời cho đảng Đĩ tụi bay chưa đó, mà đặt treo cờ đỏ máu tháng lên, tao nói rồi. Tao nói rồi mà không nghe lời tao. Trời ơi chị ơi là chị, tao nói đường xá hả, tao nói tiêu tùng hết trơn chị ơi, nhìn thấy ghê lắm chị ơi, y như là một bại chiến trường chị ạ. Trời ơi là trời, tao nói nhìn ghê gớm lắm chị Lisa ơi, là chị Lisa, đường phố vắng hoe chị ạ. Thấy chưa, thấy chưa, đường phố tao nói nước nó ngập lên linh láng hết trơn, sập mẹ tiêu điều, cho tao phải biết thế nào là lễ độ. Chị ơi chị, mặc dù bão lớn như vậy nhưng mà lũ đảng Đĩ đầu bò vẫn tiếp tục cho tổ chức thi hoa hậu ở tại Nha Trang, bởi vì những thằng này nó không quên được cái thói dâm tặc dốc thằng già hồ, cho nên nó muốn coi lờ của những cô hoa hậu và nó ăn mừng cách mạng tháng 10 Nga ở tại Hà Nội chị ạ. Cuộc thi hoa hậu Hoàng Vũ ở Nha Trang vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày 4 tháng 11, bất chấp bão tới, bất chấp ngã cột điện, sập cột cờ, bất chấp cổng chào của vấn đề hội nghị APEC bị gãy làm hai chị ạ.
Nó kêu bằng là kêu nó là bây giờ xả xui, cho nên kêu các cô hoa hậu mặc bikini vô, đưa chỏ Bác Hồ vô để mà phá hung tinh chị ơi. Bất chấp bảo tàng phá Nha Trang và miền Trung, ban tổ chức Việt Cộng Đảm Đị cho biết là vì cuộc thi đã lên kế hoạch từ một tuần trước rồi nên không thể hủy bỏ dù có mưa bão. Vì vậy cuộc thi vẫn tiếp tục sẽ diễn ra mặc kệ người dân miền Trung bị thiệt hại do bão Demri. Cùng với bão vô miền Trung dân chết hàng loạt thì Đảm Đị lại tưng bừng tổ chức lễ ăn mừng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga tại Hà Nội. Việt Cộng đã tung hô cách mạng tháng 10 Nga là 10 ngày làm rung chuyển thế giới và ngọn đuốc soi đường cho cách mạng thế giới. Rồi Đảng Đĩ Cộng sản phe thân Nga đã đem văn công ra mặc đồ của Cộng sản Nga để mà ca múa, nhảy nhót, ăn mừng trên xác chết của những người bị lũ, bị bão cuốn trôi chị ạ. Trời ơi khốn nạn lắm chị, mặc cho người dân miền Trung chết 30 người, chúng vẫn diễn ra cuộc thi hoa hậu để mà bắt đầu là kêu bằng là lên để mà chỏ những cái bộ phận mà vấn đề là đưa cái lò vô mặt của thằng Hồ. Bạn thấy đó, nó khốn nạn không? À, bảo luật như vậy đó, Đảng Đĩ mà nó những này nó vẫn ăn mừng vậy đó. Đó. Bắt đầu là kêu bằng đó là thấy không? Đó, cầm cờ Nga rồi kêu bắt đầu là ăn mừng cách mạng tháng 10 Nga mà. Cái lũ mà thân Nga này bây giờ nó chuẩn bị nó tranh giành giành giật với thằng Tàu Cộng, thấy không? 1917, 2017 đó, lễ khai mạc đó coi, lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga. Đó, tao bây tao cho hai bên phe đấu với nhau. Phe thân Tàu chuẩn bị đi. Đó, phe Nga mà nó lên nó trả thù rồi là chết mẹ cái lũ Tàu Cộng tụi bay, cho nên tụi bay phải tiên hạ thủ di cường, còn bằng không là tụi bay chết cha tụi bay hết, tao cho tụi bay bỏ cái tật tụi bay ngục ngu. Và cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Phe Tàu nó cũng không có vừa đâu, tụi bay cẩn thận đi. Sau hội nghị này thằng nào mà tổ chức nó đứng ở ngoài sau rồi là sẽ biết thế nào là lễ độ với nó. Trời ơi là trời. Chị ơi là chị, ta nói mặc cho ở ngoài đường phố bị sập cây cột cờ hay là cờ treo ở cột đèn bị gãy 200 cây cột điện, chị ơi, bắt đầu nó đưa những con hoa hậu bắt đầu là mặc bikini chỏ nguyên cái vấn đề là bộ phận sinh dục vô mặt của cái tượng thằng Hồ rồi nó ngồi nó cười. Bảo luật vậy đó, ở nước người ta ta đâu có cho thi hoa hậu, bây giờ ở Việt Nam nó cho những cô này mặc bikini chỏ nguyên Bác Hồ vào mặt của thằng Hồ. Thằng Hồ nó khoái lắm à, đưa cái này vô mặt của thằng Hồ á, mẹ nó hửi. Trời ơi chị ơi, sao bão thì Việt Cộng tiếp tục xả lũ chị ạ. À. Trời ơi, gây ngập nặng cả miền Trung. Đảng Đĩ Cộng sản ra lệnh cho xả lũ ở Huế, ở tại Quảng Nam, ở tại Phú Yên và ở tại Lâm Đồng để ngăn ngừa bể đập thủy điện và lợi dụng bão lũ để mà diệt chủng toàn dân Việt Nam. Đảng Đĩ Cộng sản đã nhận được chỉ thị mật báo của tình báo Hoa Nam Tàu Cộng, cho nên lệnh đưa ra vào lúc 12 giờ đêm, các nhà máy thủy điện ở bốn khu vực này đều đồng loạt xả lũ ào ạt ngay ở trong đêm 4 tháng 11, 2017. Câu hỏi mà mọi người dân đặt ra là tại sao không xả ban ngày mà không thông báo cho người dân mà lại xả vào lúc 12 giờ đêm? Xả ban ngày người dân thấy được la làng lên sao, đòi kiện thưa nó sao, cho nên nhận được mật lệnh của thằng Tàu Cộng nó phải kêu xả ban đêm vậy để cho đừng có biết, để mà diệt chủng cho không ai biết được hết trơn. Đảng Đĩ nó khốn nạn là như vậy đó. Trời ơi là chị, ta nói hả, ngay ở trong đêm luôn nó xả lũ, nó để cho người dân không biết. Hậu quả là tới rạng sáng ngày 5 tháng 11 thì nước ngập lên bất ngờ, người dân bị cô lập do nước ngập, xe cộ không thể di chuyển bởi những cái đập thủy điện chó đẻ này vì nước ngập sâu, điện nước bị cắt hết do nước ngập. Người dân miền Trung và Tây Nguyên vừa bị bão xong thì lại bị nước ngập nặng y như chuột lột, gây thiệt hại nặng nề hơn về kinh tế và tài sản hoa màu. Theo dự đoán thì đây sẽ là đợt nước ngập lịch sử ở Huế và Phú Yên trên 50 năm cũng chưa có chị ạ. À. Còn cơn bão này ước tính 30 năm cũng chưa thấy, đây là cơn bão lớn nhất. Nước ngập sâu tới nửa mét và phải mấy ngày mới có thể rút hết. Khi và ngay khi
đang xả lũ ở đập thủy điện sông Tranh 2 tại Quảng Nam thì bất ngờ có một cuộc động đất mạnh chị ơi, mà đảng địa không dập thông báo. Em mong làm sao cho nguy cơ bể mẹ banh tành, sụp đất, động đất ở cái đập thủy điện sông Tranh 2 này rất là cao. Nếu đập sông Tranh này mà bị bể tan tành, bị động đất sụp đổ mẹ nó hết ở tại Quảng Nam và Đà Nẵng thì sẽ bị dìm trong biển nước. Tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Tao mong cho tụi bay xả ào ào lũ như vậy, nó động đất một cái đi, tao cho nó banh tành hết, tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Sao không dám thông báo với người dân? Sợ hả? Sợ dân nó kêu nó bồi thường có tiền thù hả? Bởi nó Lisa nói thật, người dân mà bây giờ mà còn chưa nhìn ra được, lũ quân đội tụi bay chưa nhìn ra được, tụi bay cứ gì tụi bay nghe lời theo bản lĩnh chính trị vững vàng của cái thằng chó đẻ đảng địa đi, cho tụi bay chết. Trong đó có con, có cháu, có gia đình dòng họ của tụi bay đó. Tụi bay nghĩ đi đó. Thảo đề nay vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra đó, các bạn coi đi đó. Thảo đề nay vấn đề là kêu bằng nó xả lũ như vậy nè. Nó vừa xả lũ ở sông Tranh 2 thì bắt đầu là có tin là động đất luôn. Động đất luôn các bạn đó, các bạn coi đi đó. Lũ xả cái đập thủy điện ra thấy không, ở sông Tranh 2 đó. Khốn nạn như vậy đó. Chị ơi, sau đó thì cảnh báo lũ lịch sử ở tại Phú Yên sau khi bão 12 đem ri đổ bộ, và chiều và đêm 4 tháng 11 trời sẽ tiếp tục mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ, mực nước trên các sông Phú Yên dự kiến sẽ báo động từ 3 cho tới 5, sắp xỉ đỉnh lũ năm 2009 chị ạ. Mưa lớn bắt đầu tiếp tục nhận được chỉ thị trong đêm, hàng loạt vấn đề là thủy điện của vấn đề là sông Ba Hạ cũng bắt đầu ào ạt xả lũ chị ơi. Bắt đầu là cái bằng nó sợ vỡ đập, nó sợ động đất, nó xả lũ ào ạt ra, nó sợ bể mẹ nó. Đó, nó coi người dân Việt Nam mình như là chó mèo vậy đó. Các hồ thủy điện ở Lâm Đồng cũng bắt đầu hàng loạt xả lũ luôn chị ơi. Ngay cả báo chí nó cũng đăng tức lên bữa nay nữa chị à. Nhưng mà người dân mình thì cúi đầu hiền quá chị ơi, không dám lên tiếng gì cả. Người dân Việt Nam là như vậy. Gặp ở bên Mỹ này mà xả lũ kiểu đó là mày chết. Những cái đập thủy điện nó phá banh tành luôn. Nhưng mà ở trong nước Việt Nam phải không, hễ mà không có bão thì nó ngăn nước lại, nó làm cho khô hạn chơi. Rồi bắt đầu tiền điện ra, nó đè đầu, nó cứa cổ, nó lấy tiền điện để mà nó vô nó xài, nó ăn chơi, nó xây nhà lầu. Rồi tới chừng mà mưa bão cái là bắt đầu nó sợ bể mẹ đập thủy điện, nó không có tiền, bắt đầu nó xả lũ ra cho chết qua màu, cho chết súc vật, cho chết luôn con người. Vậy mà làm thân nó, các bạn thấy còn khốn nạn vậy đó. Các bạn thấy khốn nạn như vậy. Quá trời quá đất khốn nạn. Trời ơi chị ơi, ta nói hả, sau khi nó xả lũ rồi, phố Nghệ An, vấn đề là kêu bằng là chìm trong biển lửa chị à. Khốn nạn vậy đó. Bạn coi nè, xả lũ xong rồi cả thành phố bị chìm mẹ nó vậy nè. Nhìn nó đâu cũng đâu đâu là cũng là nước, đâu đâu cũng là trời. Đẹp ghê không? Mênh mông thành phố không? 16 giờ chiều ngày 5 tháng 11 năm 2017, các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn ngập rất sâu. Từ đêm 4 tháng 11, mưa lớn kéo dài cùng với việc thủy điện sông Tranh 2 xả lũ khiến nước dâng lên, nhấn chìm nhiều tuyến đường trong khu phố cổ. Mày nó đã bảo như vậy nhiều rồi. Tuyến đường như Bạch Đằng, Huyền Trân. Đúng là một cái lũ ăn rượu cùng rùa khùng. Muốn giết người dân, nó lĩnh của thằng Tàu. Thở này nay lũ bão nó tới ào ạt như vậy mà tự nhiên nó xả lũ ra, Lisa có không hiểu cái lũ này nó làm cái gì. Tụi bay làm ăn cái kiểu gì? Tụi bay giết người không gươm không sao? Tụi bay nghe lời chỉ thị của thằng chó đẻ đầu bạc trọng lũ, những chỉ thị của thằng Tàu cộng xả những cái đập thủy điện này ra. Tại sao mà mùa khô hạn không xả lũ ra, không xả đập ra, mà cứ đợi cho tới bão, đợi cho tới vấn đề là thiên tai là đồng lõa với vấn đề là kêu bằng nó là mẹ lũ để mà xả ra. Mà nó xả ra nó không cho người dân biết, nó khốn nạn, nó xả vào lúc không giờ đêm.
Trong khi hậu quả bão Demri chưa được giải quyết xong, thì đảng Mỹ Cộng sản tiếp tục nhận thêm một đòn trời giáng từ Đức. Chị ơi là chị, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố đã hủy bỏ việc miễn visa cho cán bộ của đảng Mỹ Cộng sản, bắt buộc những thằng chó đẻ đầu bò vào Đức cũng như người dân thường phải xin visa và được kiểm soát gắt gao. Bỏ thật chưa? Và yêu cầu tất cả các bộ đầu bò của đảng Mỹ Cộng sản vào Đức cũng phải như người dân thường phải xin visa. Nghĩa là bất cứ thằng chó đẻ Việt Cộng ở cấp bậc nào muốn đi qua bên Đức cũng phải xếp hàng để nộp đơn xin visa y như người dân, chứ không còn được ưu tiên nữa. Như vậy thì sẽ gây vô số khó khăn cho đảng Mỹ Cộng sản, vì các bộ đã quen ăn trên ngồi trước chứ không biết xếp hàng chờ đợi là gì. Đây là đòn trừng phạt của Đức đối với Việt Cộng đảng Mỹ vì vụ Trịnh Xuân Thanh, và trong tương lai Đức sẽ còn tiếp tục trừng phạt đảng Mỹ Cộng sản tới khi nào đảng Mỹ Cộng sản phải nhượng bộ. Nếu đảng Mỹ Cộng sản chưa chịu xin lỗi, chưa chịu thả Trịnh Xuân Thanh cho Đức. Đó, các bạn thấy Bộ trưởng Ngoại giao của Đức ông ta nói là tất cả những thằng đầu bò mà của đảng Mỹ Cộng sản qua nước này cũng phải xin visa y như dân thường, không có còn ưu tiên nữa. Và đặc biệt những con chó nào ở bên Đức mà treo cái cờ đỏ máu tháng, máu lờ thì sẽ đắp đầu trục xuất về Việt Nam. Mày đi về ở với Cộng sản, không cần ở nước Đức nữa. Có quốc tịch Đức, phế quốc tịch Đức. Nắm đầu những con chó nào mà cầm cờ đỏ tung hoành ở bên Đức, đập đầu tại chỗ cho chị. Chết cho chị. Chết mẹ cho chị. Con chó nào, con ngựa nào mà những này là kêu bằng đầu ra mà cầm cái hình thằng hồ, cầm cái cờ đỏ là quánh chết mẹ cho chị. Nói với Đức trục xuất luôn cho chị. Chúng ta thừa thắng xong lên cầm cờ máu tháng dầm ở trên đường phố luôn, cầm hình của Hồ Chí Minh đá trên đường phố luôn. Còn cái đất chó, cái đất đó cộng sản đã để tao bay qua làm được cái gì? Chứ tao bị bớt, tao bị bớt giờ tao bị giết tao bị. Tao mà qua bên tao có gì tao qua bên Đức tao nhé. Những con chó tao bay bên Đức cho tao bị những này là đeo cái cờ thờ máu tháng đem ăn thằng chó. Phe thân Nga tiếp tục tấn công ác liệt vào phe thân Tàu trước hội nghị APEC để tranh giành ảnh hưởng và quyền lực chỉ ly sàn. Phe thân Nga lại cho tấn công Tập Cận Bình trên báo chí và vừa cho áp sát một phó tổng giám đốc của tập đoàn Tàu Cầm. Phe thân Tàu đưa chuyên gia lên tuyên bố rằng Tập Cận Bình là nhân vật vĩ cuồng nguy hiểm. Tập Cận Bình bị bệnh quan tưởng nên có nhiều suy nghĩ điên cuồng và là một người nguy hiểm cho xã hội loài người trên toàn thế giới. Cần phải tránh xa họ Tập Cận Bình, mục đích là để bôi xấu và hạ bệ hình ảnh của Tập Cận Bình trước thềm hội nghị APEC, làm cho quốc tế, làm cho cán bộ đảng Mỹ Cộng sản phe thân Tàu và người dân Việt Nam càng ngày càng căm ghét thêm thằng chó đẻ Tập Cận Bình và phe của thằng chó đẻ Trọng Lũ thân Tàu hơn. Phải ám sát cho chị, phải giết thằng Trọng Lũ cho chị. Những phe nào, con chó nào mà lộ ra mà theo tình báo qua năm là tru di cũ tộc, giết một kẻ để làm gương. Vua chúa của Việt Nam ta cũng đã từng có một cái câu rồi, các em có biết hay không? Đó là kẻ nào mà dám đem đất cát của ông bà của tổ tiên Việt Nam mà dâng cho ngoại bang dù chỉ một tấc đất là phải tru di cũ tộc. Cho nên xét cho cùng thằng chó đẻ Lê Khả Phiêu là thằng sẽ bị tru di cũ tộc. Kế tiếp là thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng và thằng khốn nạn Nguyễn Chí Vịnh. Những con chó tụi bay theo tạm. Thằng Phùng Quang Heo mà bây giờ những này là cơ bản là im lặng cướp mỏ chó lại rồi. Nha. Nhớ chưa? Sau đó phe thân Nga còn dàn dựng một vụ tai nạn giao thông để mà ám sát một phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hoàng Minh, là công ty trá hình của Tàu Cầm. Phe thân Nga thu được tin tình báo là thằng phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Khoa sẽ đi Hà Tĩnh, nên đã cho mai phục sẵn một chiếc xe hơi không có bảng số ở gần đó. Tới khi thằng phó tổng bắt đầu của Tàu Cộng bước ra khỏi xe thì bất ngờ chiếc xe hơi không bảng số này lập tức rồ ga và lạc tay lái,
đâm thẳng vào thằng phó tổng gây chấn thương sọ não và đã tử vong ngay trên đường đi tới bệnh viện. Đây là trò ám sát dằn mặt của phe thân Nga đối với phe thân Tàu để mà ép phe thân Tàu phải rút khỏi các dự án bất động sản ở tại miền Trung để cho phe Nga phải nhảy vào. Cuộc đối đầu giữa hai phe thân Nga và thân Tàu diễn ra ngày càng khốc liệt và phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng là bốn chữ EFTT, đó là ám sát thủ tiêu. Tụi bay đã lấy máu của một con chó phó tổng, mà vấn đề là công ty trá hình của Tàu Cộng này thì phe Nga tụi bay cũng coi chừng. Lisa đang nhận được một cái tin là coi chừng nó sẽ giết những thằng tướng lãnh của tụi bay ở trong quân khu 7 và quân khu 9. Tụi bay chuẩn bị đi nha. Tao chỉ nói như vậy thôi để cho tụi bay biết. Tụi bay đừng nghĩ rằng những thằng phó hoặc là những thằng cấp dưới của tụi bay là nghe lời của tụi bay. Nó đang âm thầm, nó cài một thằng từ ở ngoài Bắc Cộng của phe tổng lũ vào để mà nằm vùng ở trong đó, để xem xét tụi bay như thế nào và coi chừng nó hạ độc tụi bay. Những thằng nào mà tướng tá trong quân đội mà không theo phe Tàu chớ bao giờ đi ăn những cái bếp ăn tập thể nó nấu. Coi chừng phần ăn của tụi bay nó sẽ co cho người hạ độc. Nó thằng Tàu Cộng thì nó không như phe Nga, nó tạo dựng tai nạn để mà nó đụng ám sát chết, hoặc là nó dùng súng nó bắn lết cho chết, mà nó chỉ có một cái chiêu, đó là nó độc, nó thuốc độc bằng thực phẩm. Nó cho ăn để chết như là thằng Nguyễn Bá Thanh vậy đó. Nó giết chết cái kiểu như vậy thôi. Và bộ phần này của ông giám đốc phải không? Phần này của vấn đề là kêu bằng là tư lệnh hải quân. Nó chỉ cần cầm một cái cây mẹ nó ra, nó quậy vô trong cái tô canh như vậy rồi nó để trong ngập tủ. Nó để riêng cho giám đốc. Bắt đầu giám đốc xuống ăn, ăn xong rồi ối mửa ra chết mẹ luôn. Chết từ từ. Nó đâu cho tao phải chết liền lộ sao? Nó để ngày chừng một chút. Nó để chừng nào mà tới mức là tụi bay ăn là tự nhiên bắt đầu các bạn nó làm em tụi bay ngắm vô rồi tụi bay ngã bệnh suốt này là coi như là bị bệnh. Bác sĩ ở Việt Nam đậu bò không sao nó khắp ra được. Nó vậy đó. Chứ không có cho tụi bay chết liền tại chỗ đâu. Một cái chất kịch độc mà cho tụi bay ăn chết liền tại chỗ, nó không có cho tụi bay chết vậy. Nó cho tụi bay chết từ từ. Tức là thay vì là thuốc ngủ đó, nó cho tụi bay uống đó là vấn đề là kêu bằng là một chất mà tụi bay chết liền, nhưng mà không cho ngày đấy bộ nó pha chừng 2 viên thuốc ngủ cho tụi bay uống, nó tụi bay buồn ngủ, tụi bay ngủ rồi cứ ngày 2 viên tụi bay uống riết là tinh thần của tụi bay ngủ riết rồi mẹ tụi bay mập như con heo, hoặc là tinh thần tụi bay bị mẹ suy giảm vậy đó, từ từ tụi giết tụi bay theo khoa học vậy đó. Hoặc là thuốc chuột cũng vậy nữa. Tao biết tụi bay mạnh quá, mẹ nó để chừng một nửa viên thuốc chuột vô, nó pha trong tổng cho tụi bay uống, đâu có để vô nhiều chi, cứ pha cho tụi bay ăn từ từ, đứt ruột đứt gan ung thư mà chết. Nó giết một cách thâm độc vậy đó. Tao cho tao bay biết. Tao nói đây tao vẽ đường cho, tao vẽ đường cho hưu chạy luôn. Người nào mà nghe lời của Lisa bắt đầu nó làm luôn. Nhưng mà thôi nha, những người dân với nhau thì đừng có làm ác độc như vậy. Giống như là chồng của mình hoặc người yêu của mình thì đừng có chơi cái trò ác độc như vậy. Chỉ có đối với đảng đỉ là chị hiến kế thôi. Chị không có muốn người dân Việt Nam mình phải giết với nhau bằng như vậy. Nghe lời của chị cái bắt đầu mai mốt cái thấy thằng chồng mình đi lấy vợ bé cái về bắt đầu cũng giả bộ nghe lời chị cái bắt đầu lấy ăn viên thuốc chuột cho bộ cà nhiễn ra để cho tô canh cho nó ăn. Nó không có chết liền, nó ăn từ từ, nó chết lần chết mòn chết cứ ngày vậy đó, cứ cách ngày làm ngày vậy đó. Mẹ nó ăn vô từ từ, nó xí lắc léo hả cái gì chứ. Sau khi nhận được tin phe thân Nga dám chơi ám sát thủ tiêu ngay giữa ban ngày, thì phe thân Tàu đã tung ra chiêu cuối cùng là ra lệnh chuẩn bị bỏ giấy chứng minh nhân dân và bỏ hộ khẩu để tạo điều kiện cho Tàu Cộng tràn ngập vào Việt Nam, phe thân Nga không thể kiểm soát được. Trước kia thì mẹ nó ra đi tới nhà thì nó kiểm tra mẹ, tại vì cái phe thân Nga nó mạnh cho nên nó ai đi vô đi ra nó kiểm tra hết, nó biết hết. Cho nên bây giờ bắt đầu là cái bằng thằng Tàu nó thôi bây giờ đủ mấy cái phe thân Nga nó đông quá, cho nên bây giờ nó kêu cái thằng chó đẻ phát nỉa bắt đầu là yêu cầu bỏ mẹ nó chứng minh nhân dân, bỏ mẹ nó hộ khẩu luôn, bây giờ để cho đi thông dâm luôn. Bởi vì người Tàu nó tràn qua Việt Nam đông hơn người Việt Nam rồi, cho nên đâu cần phải kiểm soát nữa. Người dân Việt Nam thì bây giờ ngoan như con cù rồi, đâu ai dám đứng lên mà phản động hay làm mẹ gì nữa đâu.
đụng cái nó bắt đầu nhốt ở trong tù cho nó vô giam mẹ trong, cho nên bây giờ nó giả bộ nó ra cái chiêu là nó bỏ giấy chứng minh nhân dân, bỏ chính sách hộ khẩu để mà cho tàu cầm nó qua, không biết ai là ai hết, làm như vậy đó. Đó cho nên chị phải nói cho mọi người biết, phe tàu giật dây cho Trầm Lũ và Xuân Phúc là thằng chó đẻ thủ tướng phát niệm đã để ra luật bãi bỏ giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Người dân đừng có vội mừng, nó bỏ như vậy là để cho tàu cộng ào ạt vào Việt Nam không thể kiểm soát được do phe thân Nga, mà chỉ dùng thẻ căn cước do tàu cộng cấp cho để dân tàu có thể ào ạt vào Việt Nam, bởi thẻ căn cước là do tàu cộng làm, cho nên tất cả những người tàu cộng vào Việt Nam và người Việt Nam cũng đều giống nhau, và sau này ai không biết người nào tàu người nào Việt, bởi chỉ cần nói tiếng lơ lớ là tiếng Việt Nam hoặc nói tiếng Việt Nam thì kể như là người Việt Nam, và đương nhiên sẽ ở lại luôn vì căn cước do tàu làm, cho nên tàu cộng có thể làm giả thẻ để dân tàu ào ạt qua Việt Nam và ở luôn trên đất Việt Nam, được mua nhà, được mua cửa. Ngày xưa thì nó ra là chương trình hộ khẩu để kiểm soát người dân từ địa phương một và chứng minh nhân dân, thì tàu cộng sẽ khó qua để mà mua nhà và mua đất. Cho nên tàu cộng đã dùng một số người Việt Nam đứng tên giùm cho họ. Họ thấy quá phức tạp, phe tình báo của Nga cũng biết được điều này, đã đem lên báo chí khui ra. Cho nên Trọng Lũ đã bị nhận được chỉ thị của tình báo Hoa Nam và bắt buộc thằng Trọng Lũ. Thằng Trọng Lũ đã bị mất mặt, ai ai trong nước cũng biết nó là một thằng hán tặc. Cho nên nó đã bắn ra là bắt đầu kêu thằng chó đẻ phát niễn là phải ra lệnh này. Thằng Phát Niễn bây giờ nó y như là con chó xiết vậy đó. Người ta kêu làm cái gì là nó làm cái này. Bởi vì sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh rồi chụp đầu Đinh La Thăng rồi, rồi bắt đầu là thằng chó đẻ Phát Niễn nó run sợ bởi tài sản nó có. Nhưng mà tao báo cho mày biết rằng mày không có yên đâu. Sau khi mà nó lợi dụng mày xong, nó kêu mày ra những cái chỉ thị này chỉ thị nọ bởi mày là thủ tướng, rồi sau khi mày làm xong xuôi hết rồi, nó đưa một thằng thủ tướng tàu cầm qua rồi, thì kể như cái mạng chó mày nó sẽ dần tiếp tục thằng chó đẻ phát niệm. Bởi vì mày là một cái thành phần mà đi theo ngoại bang, con trai của mày mua nhà ở bên California, tài sản của mày một phần mày đã chuyển qua bên nước ngoài. Tao nhận được một tin tình báo tuyệt mật là thằng Trọng Lũ nó căm ghen với mày. Ở bên ngoài thì nó giả bộ, nó cười cười hở hở với mày, nó cố tình muốn diệt mày, muốn ám sát mày, nhưng mà không thể được, bởi tình báo Hoa Nam nó nói rằng: khoan, con người là vốn quý. Tổng bí thư đồng chí hãy nên dằn cơn giận xuống. Mặc dù đồng chí đã đốt cái lò nhưng mà tạ chưa có thiêu được một ai. Thôi thì bây giờ hãy tận dụng, bây giờ tất cả phe thân Nga càng ngày càng mạnh, đồng chí Trọng Lũ thì cùng chung với Phát Niệm, bắt buộc Phát Niệm phải nghe lời của đồng chí. Bởi vì bây giờ thằng Phát Niệm cũng đang ở trên một chiếc thuyền, cho dù bây giờ nó nhảy xuống biển nó cũng chết, mà nó ở trên thuyền thì nó lợi, bởi nó là biết lái thuyền, nó là tài công, cho nên phải tận dụng thằng này để mà chiêu nó, phải lái con thuyền này theo hướng của chúng ta để chúng ta đi vào bờ. Nhưng mà khi vào tới bờ rồi thì hãy cho người thủ tiêu con chó này ngay, bởi vì chúng ta đã xài nó được rồi. Con chó này cũng còn có tư tưởng y như thằng 3S, tức là đã gửi con đi qua bên Mỹ. Mà đã đây qua bên Mỹ rồi, tài sản đã qua bên Mỹ rồi, thì con chó này không thể nào mà để trưng dụng được. Chẳng qua chúng ta trưng dụng nó là để cho ở trong nội bộ của đảng đừng có nổi lên. Cho nên xin đồng chí Trọng Lũ hãy nương tay, vì công cuộc lớn chúng ta đừng vì cái lòng hiềm khích nhỏ. Cho nên thằng Trọng Lũ nó giả bộ nó không nói tiếng nào, nhưng mà tất cả những gì thay vì Trọng Lũ nó ra lệnh thì nó mang tiếng, cho nên nó mới bắn qua cho mày là một thằng thủ tướng.
Cho nên từ những cái mà làm bẻ mặt mày, bắt mày lên, mày nói chuyện ở trên đài, mày phát biểu những cái câu nói của mày, người ta cười vô nó mặt của mày như vậy. Tình báo Hoa Nam nó ngồi nó cười sặc sủa. Đây là một cái mưu đồ chính trị mà để cho toàn dân Việt Nam biết rằng là một thằng thủ tướng ngu độn bị tật nguyền, bị niễm đầu như vậy thì có đáng hay không? Cho nên để mày ở trên đó là để mày làm theo chỉ thị của tình báo Hoa Nam. Một sau này đó nó sẽ đưa mày ra để cho toàn dân bắt đầu là cả Việt Nam đã cảm thấy rằng thằng chó đẻ Phúc Liễn này không xứng đáng làm thủ tướng. Thì coi chừng nó đưa một thằng Tàu, có thể là Lý Khắc Cường của Tàu Cộng đi qua để làm thủ tướng thay thế cho mày cũng không chừng. Mang tiếng mày là thủ tướng chứ thật sự mày chỉ là một con chó xiết. Bởi vì những gì chỉ thị của mày đưa ra, toàn bộ tình báo Hoa Nam đã họp và đưa cho Trậm Lũ. Trậm Lũ nó cú đầu mày để nó kêu mày thông báo cho toàn dân biết. Tại sao mà vấn đề là trong thời kỳ rối ren như thế này thì lại bỏ đi chương trình mà giấy chứng minh thư và hộ khẩu, các bạn thấy lạ không? Trong khi nó vào Việt Nam lúc đó thì nó bắt buộc phải hộ khẩu. Mà tự nhiên bây giờ Tàu Cộng nó đang đi qua du lịch ào ào ầm ầm, mất kiểm soát, không biết được ai là Tàu, ai là Việt. Kể cả những cái nhà cửa, những cái chung cư nó cũng mua ào ạt như vậy. Thì tự nhiên lại bỏ đi chương trình giấy chứng minh thư và bỏ luôn chương trình hộ khẩu. Rõ ràng đây là một âm mưu và một mưu đồ. Cho nên Lisa lên chương trình nói để cho phe thân nghe tụi bay hãy nên quay đầu trở lại. Lisa hiến cho tụi bay một kế. Phải lên để mà chống lại thằng thủ tướng. Mang tiếng là chống lại lệnh của thủ tướng nhưng mà chống lại lệnh của tình báo Hoa Nam. Tụi bay nói đất nước chúng ta sở dĩ ổn định là bởi vì chương trình hộ khẩu và chứng minh thư. Để mà từng xóm, từng xã, từng công an khu vực phải kiểm tra dân số của người dân. Tránh những kẻ địch đi vào để mà phá hoại an ninh quốc gia. Bây giờ tự nhiên đi bỏ cái chương trình hộ khẩu và giấy chứng minh thư. Trong lúc đất nước Việt Nam tình hình chính trị rất là phức tạp như thế này, những thế lực thù địch thì ngày đêm nó đang âm thầm để phá hoại lật đổ chế độ ta, thì tại sao lại bỏ đi chương trình hộ khẩu và chứng minh thư? Tao hiến kế cho, tao chỉ cho, bắt đầu là tăng báo lên la làng chửi mẹ nó về cái lệnh mà nó kêu vấn đề là kêu bằng là bỏ cái chứng minh thư này. Còn tụi bay mà ngột mà im lặng thì tao nó vô, tụi bay khỏi có mà cai trị được, tụi bay khỏi nắm được tin tức. Tụi làm chánh trị là phải 1000 mặt như tao vậy đó. Giả bộ đem tao ra chửi đi, giả bộ nói coi chừng thế lực thù địch con Lisa nó cài người đông lắm ở Việt Nam. Giá bộ nói tao đi, thiệt ra tao đâu có người nào Việt Nam, toàn là dân tộc ở Việt Nam chứ tao đâu có rảnh tháng đâu tao cài người về Việt Nam. Cho nên người của tao, lính của tao hay là những người của tao là toàn ở Việt Nam không, mà toàn dân Việt Nam là người của tao không. Cho nên tụi bay phải giáo bộ đem tao ra chửi tao đi, nó coi chừng con Lisa nó rất là nguy hiểm, cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm. Cho nên thế lực của con Lisa ghê lắm. Cho nên chúng ta bỏ chương trình hộ khẩu là đặc biệt nguy hiểm. Con Lisa có thể nó là tình báo Hoa Nam cũng không chừng, để mà nó cho Tàu Cộng ào ạt vào, cho nên nó chửi, nó kêu chúng ta bỏ. Cho nên bây giờ bỏ là chúng ta mắc mưu con Lisa. Tụi bay chửi tao như vậy đó, tụi bay giáo bộ tụi bay đem tao ra làm bộ bia tụi bay chửi đi. Trời ơi là trời, nói về chánh trị là tao tới ngàn mặt lần, tao đâm đầu này, tao thuật đầu kia, tao móc đầu nọ, tao chửi đầu trọc, tao chọc thầy chùa, tao lùa cá sặc luôn nữa để cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Trời ơi là trời. Cho nên đây là chiêu cuối cùng của phe thân Tàu, là di dân ào ạt qua để chiếm Việt Nam, làm vô hiệu hóa phe thân Nga nhằm chiếm luôn đất nước Việt Nam, ngăn ngừa phe Nga trở lại Việt Nam. Như vậy thì Việt Cộng đã mất vào tay của Tàu Cộng. Dân Tàu Cộng sẽ ào ạt tràn qua Việt Nam khi mà lĩnh mà đồng ý bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Để người Tàu ào ạt qua Việt Nam có cớ sẽ giống y như người dân Việt Nam trà trộn vào làng mạc của Việt Nam để mua nhà, để sinh sôi, để tổ chức.
để làm lính Tàu Cộng tán hình. Khi có cơ hội thì chúng nó nổi lên để mà giết chết dân tộc Việt Nam, y như là kế sách của Pol Pot Len Sari. Ban ngày thì giả bộ đi vào chợ của người Việt Nam, giả làm người Khmer Krom để mà đi chợ mua đồ, nói tiếng Việt Nam. Nhưng ban đêm thì chúng lại đem bắt đầu là súng và AK đến từng nhà để mà lôi đầu ra, để mà cắt dùn và chặt đầu năm 1978. Chính trị thì nó cứ bày ra, nó vẽ lại như vậy. Bỏ cái chương trình mà hộ khẩu này rồi thì tất cả những xóm làng các bạn thấy có người lạ mặt nào vào phải theo dõi cho Lisa. Nếu điều tra được nó là Tàu Cộng, đừng nói tiếng nào, ban đêm những chiến sĩ của ta phải là những chiến sĩ can cường sát thác vào đâm một phát vô trong ngực cho lọt máu ra. Hoặc là nếu người dân Việt Nam không dám làm thì phe thân Nga tụi bay phải làm cho Lisa. Đất nước này phải lấy máu để rửa bằng máu. Nước Việt Nam đã bị bẩn rồi. Nước đã bẩn rồi thì không có gì rửa sạch, chỉ có máu mới rửa sạch được cái nước bẩn. Nước Việt Nam đã bị bẩn, đã bị thằng chó đẻ Tàu Cộng nó thống trị, nó đưa người Tàu vào để mà nó nắm đầu thằng thủ tướng ngoẻo, tức là thằng Phát Niệm, thì chúng ta phải hành động. Chỉ có sát thác trong thời buổi này mới có thể cứu nguy được đất nước Việt Nam, mới để cho con cháu Việt Nam được trường tồn mà thôi. Vậy thôi. Chị ơi chị, em vừa phát hiện cái đáp súc vật con cháu của thằng già Hồ Dâm Tặc đang ở Úc. Nó chửi mấy bác treo cờ vàng ba sọc là mắc cỡ, tát vô mặt nó cho chết mẹ nó luôn, làm gì sợ nó. Mẹ nó thằng nào, thằng đứt chi nè, thảo chị mà bỏ chị gặp cái mặt thằng này, mẹ chị đập vô cái bóng mặt nó cho chết mẹ nó luôn, cho mẹ nó ra, nó báo cáo với người Úc nói là cộng sản tống đầu nó về cho chết mẹ nó, chắc cổ nó luôn, giết luôn cho chị, con chó này lật nữa, khỏi nó nhiều, mắc cỡ không, mắc cỡ đỡ hơn cái đảng đĩ tôi bay không dám treo cái cờ máu tháng tôi bay bên đây. Chị ơi chị, căm phẫn vô cùng chị ơi, nhà sư nhận nuôi Phật tử 13 tuổi rồi ép quan hệ tình dục nhiều lần ở trong chùa chị ạ. À, trời đất quỷ thần đó. Đó, chùa của sư cộng sản là nó như vậy đó. Chị ơi chị, đau lòng lắm chị ơi. Trời ơi là trời, bây giờ nó đăng lên báo chí luôn chị ơi. Căm phẫn nhà sư nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi 13 tuổi ép quan hệ tình dục chị à. Dư luận trong giới Phật tử của chùa Từ Vân, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa đang hết sức bức xúc về vụ việc liên quan đến nội dung đơn tố cáo nhà tu hành Thích Thông Anh có hành vi hiếp dâm trẻ em nhiều lần. Nạn nhân là một trẻ mồ côi đã được sư phụ nhận vào để mà nuôi ở trong chùa đến năm học lớp 7. Khi em đã vừa bắt đầu trưởng thành, bắt đầu dậy thì sư này đêm nào cũng lôi em vào để mà làm tình với em. Trời ơi là trời đó. Các bạn thấy sư ở Việt Nam chưa? Đây là báo chí của tao đi đăng đó, mà tao đi xuyên tạc đâu. Tụi bay đó, tụi bay vô tụi bay đọc đi. Ờ, nạn nhân là cháu K, không nói tên được, chỉ là K chắc là Kim ha. Nạn nhân là cháu Kim, sinh năm 1994, trú ở xã Thành Hải, thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. Do gia đình cháu không có cho nên chùa Từ Vân hộ nghèo, cho nên ông Thích Thông Anh đã nhận cháu về nuôi. Tuy mới 13 tuổi và đang học lớp 7 nhưng cháu rất là phỏng phao, cho nên sư phụ không kìm nổi những dục vọng thấp hèn. Cho nên từ năm 2007, cháu thường bị sư phụ ép quan hệ tình dục. Cháu đã cầm đơn để thưa kiện khắp cả nơi, nhưng tới bây giờ vẫn chưa giải quyết. Sư quốc danh thì làm gì nó giải quyết được. Gia bộ nó đưa lên ban trị sự rồi bắt đầu từ từ ép nhẹm luôn, thậm chí thủ tiêu luôn con này. Người dân Việt Nam bây giờ người ta bắt đầu là chuẩn bị mong cho ông Trump đi vào Việt Nam lắm chị ơi. Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, phần nào đó mang lại niềm hy vọng cho ngư dân miền Trung đánh bắt xa bờ. Bởi hơn ai hết, ngư dân miền Trung là những người chịu thiệt thòi nhất về tự do hàng hải, tự do đánh bắt trên Biển Đông. Hy vọng Tổng thống Donald Trump có những can thiệp về Biển Đông và đời sống của ngư dân Việt bất khổ bởi Trung Quốc gây khó, dùng bạo lực trong mỗi chuyến ra khơi là niềm hy vọng chung của các ngư dân. Và bên đây thì người dân này mong muốn mà tội nghiệp không?
Đó, nay ở trong nước mà giờ nhờ tới Hoa Kỳ. Nói chung là do nó... Chỉ mong sao mà Hoa Kỳ đi tới để mà giúp đỡ. Sao cái quân đội sao không kêu kêu nó giúp đỡ cho? Bây giờ là cầu cứu quân đội đi. Sao không cầu cứu quân đội ngộ vậy? Tự nhiên ông Donald Trump ở đâu từ bên Mỹ, bên Pháp qua cái là chạy tới lại lục đồ kia để mà năn nỉ ông Trump để mà giúp đỡ cứu giùm ngư dân Việt Nam. Còn mà quân đội anh hùng, quân đội nhân dân Việt Nam thì không thằng nào dám đi tới đó trơn để mà cầu cứu nó. Tới đó mẹ nó đá bọc tay, mẹ nó ghép cho tội phản động. Mẹ là bỏ tật luôn đó. Khốn nạn vậy đó. Trời ơi chị ơi là chị. Trời ơi ôm nhau khóc bên vệ đường gây xôn xao mạng xã hội. Bị quỵt tiền lương chị ơi. Thằng cảnh sát giao thông bắt cướp rồi bị nhiễm HIV chị ơi. Cuộc đời nó như chấm dứt rồi chị à. Vừa bỏ cái tật mày. Cho mày bỏ tật mày đi. Chắc giả bộ chê đị quá là giả bộ nó bị bệnh sida chứ gì. Mấy thằng chó đẻ công an tụi bay tao quá biết. Ngày xưa tao ở Việt Nam con nào mà mới lớn lên đó tụi bay tới tụi bay chơi hết. Con nào đẹp tụi bay cũng chơi hết. Và cái tới chừng chơi đã đời bị sida, có bị đặt đăng lên tờ báo mẹ trung quý tình cờ một lần nào đó chạy rước bắt một tên xì ke. Bắt đầu là chạy sao đạp trúng cây kim cho nên về từ đó bị bệnh sida luôn mẹ khùng. Mẹ cái lũ chó đẻ đăng đỉ tôi bay mang dạ chứ bộ tôi bay mẹ đi chân không sao tôi bay đạp đinh. À, tôi bay đạp kim, kim đâu để khơi khơi cho tôi bay đạp vậy. Và đặt xạo quần không. Đúng là đăng đỉ. Chị ơi chị hết giờ rồi chị ơi. Ừ Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye. Cả miền Trung đảng bị cộng sản ra lệnh cho xả lũ ở Huế, ở tại Quảng Nam, ở tại Phú Yên và ở tại Lâm Đồng để ngăn ngừa bể đập thủy điện và lợi dụng bão lũ để mà diệt chủng toàn dân Việt Nam. Đảng ủy cộng sản đã nhận được chỉ thị mật báo của tình báo Hoa Nam Tàu Cộng cho nên lệnh đưa ra vào lúc 12 giờ đêm các nhà máy thủy điện ở bốn khu vực này đều đồng loạt xả lũ ào ạt ngay ở trong đêm 4 tháng 11 2017. Câu hỏi mà mọi người dân đặt ra là tại sao không xả ban ngày mà không thông báo cho người dân mà lại xả vào lúc 12 giờ đêm. Xả ban ngày người dân thấy được la làng lên sao? Đòi kiện thưa nó sao? Cho nên nhận được mật lệnh của thằng Tàu Cầm nó phải kêu xả ban đêm vậy để cho đừng có biết. Để mà diệt chủng cho không ai biết được hết trơn. Đang đỉ nó khốn nạn là như vậy đó. Trời ơi là chị. Ta nói hẳn ngay ở trong đêm luôn nó xả lũ. Nó để cho người dân không biết. Hậu quả là tới rạng sáng ngày 5 tháng 11 thì nước ngập lên bất ngờ. Người dân bị cô lập do nước ngập. Xe cộ không thể di chuyển bởi những cái đập thủy điện chó đẻ này vì nước ngập sâu, điện nước bị cắt hết do nước ngập. Người dân miền Trung và Tây Nguyên vừa bị bão xong thì lại bị nước ngập nặng y như chuột lột, gây thiệt hại nặng nề hơn về kinh tế và tài sản hoa màu. Theo dự đoán thì đây sẽ là đợt nước ngập lịch sử ở Huế và Phú Yên trên 50 năm cũng chưa có chị ạ. Còn cơn bão này ước tính 30 năm cũng chưa thấy. Đây là cơn bão lớn nhất. Nước ngập sâu tới nửa mét và phải mấy ngày mới có thể rút hết. Khi và ngay khi đang xả lũ ở đập thủy điện sông Tranh Hai tại Quảng Nam thì bất ngờ có một cuộc động đất mạnh chị ơi mà đảng địa không dám thông báo. Em mong làm sao cho nguy cơ bể mẹ banh tành sụp đất động đất ở cái đập thủy điện sông Tranh Hai này rất là cao. Nếu đập sông Tranh này mà bị bể tan tành, bị động đất sụp đổ mẹ nó hết ở tại Quảng Nam và Đà Nẵng thì sẽ bị dìm trong biển nước. Tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Tao mong cho tụi bay xả ào ào lũ như vậy nó động đất một cái đi, tao cho nó banh tành hết, tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Sao không dám thông báo với người dân? Sợ hả? Sợ dân nó kêu nó bồi thường có tiền thù hả? Bởi nó Lisa nói thật. Người dân mà bây giờ mà còn chưa nhìn ra được lũ quân đội, tụi bay chưa nhìn ra được, tụi bay cứ gì tụi bay nghe lời theo bản lĩnh chính trị vững vàng của cái thằng chó đẻ đáng đị đi. Cho tụi bay chết. Trong đó có con, có cháu, có gia đình dòng họ của tụi bay đó. Tụi bay nghĩ đi. Đó. Thảo đề nay, vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra. Đó, các bạn coi đi. Đó. Thảo đề nay, vấn đề là kêu bằng nó xả lũ như vậy nè. Nó vừa xả lũ ở sông Tranh Hai thì bắt đầu là có tin là động đất luôn.
đóng đất luôn các bạn. Đó, các bạn coi đi đó. Lũ xả cái đập thủy điện ra thấy không? Ở sông Tranh Hai đó. Khốn nạn như vậy đó. Chị ơi, sau đó thì cảnh báo lũ lịch sử ở tại Phú Yên sau khi bão 12 đem ri đổ bộ, và chiều và đêm 4 tháng 11 trời sẽ tiếp tục mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ, mực nước trên các sông Phú Yên dự kiến sẽ báo động từ 3 cho tới 5, sắp xỉ đỉnh lũ năm 2009 chị ạ. Mưa lớn bắt đầu tiếp tục nhận được chỉ thị trong đêm, hàng loạt vấn đề là thủy điện của vấn đề là sông Ba Hạ cũng bắt đầu ào ạt xả lũ chị ơi. Bắt đầu là cái băng nó sợ vỡ đập, nó sợ động đất, nó xả lũ ào ạt ra, nó sợ bể mẹ nó. Đó, nó coi người dân Việt Nam mình như là chó mèo vậy đó. AST, chữ AST này không phải là IS mà là AS. AS viết tắt của chữ ám sát, TT mà tiếng Mỹ gọi là TT, tức là thủ tiêu. Cho nên hãy coi chừng AST này nó sẽ hành động. Hai phe tụi bay chuẩn bị sẽ có những cuộc mà vấn đề là kêu bằng là thanh trừng đổm máu xảy ra. Lý Sào rất là đợi chờ tất cả những phe này khai quả. Người nào trong thời buổi này mà không mạnh tay thì coi chừng sẽ tiêu tán được nha. Chị ơi, là chị bảo Demri vừa đánh vào miền trung của đảng Đĩ đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề và to lớn. Phải nói là ghê gớm thiệt chị ơi. Đây là một đòn đánh thẳng vào mặt của chế độ đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng ngay trước thềm hội nghị EPEC. Thống kê mới nhất từ đài Reuters của báo nước ngoài đăng lên thì đã có tới 27 người chết, 22 người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 10.000 cơ sở bị tiêu tùng, hơn 200 cây cột điện bị sập, làm đứt hàng ngàn mét dây điện, 7 tàu chở hàng bị chìm. Nhưng mà đảng Đĩ Cộng sản chỉ có công bố là 17 người chết, 10 người mất tích. Con số công bố chỉ bằng 1/3 thực tế thôi chị ơi. Ngoài ra thì bão còn gây ngập nặng nề khắp miền Trung và xài thành phố Hồ Chí Minh. Nước ngập vào nhà dân và biến cả thành phố Hồ Chí Minh trở thành biển nước. Hiện tại thì đảng Đĩ và vấn đề là cộng sản đang run sợ và không biết làm gì chị ạ. Người dân Việt Nam ù lì quá, cho nên Lisa tụng kinh gõ mõ kéo thần gió thần bão, kéo cô hồn các đạt đồ vào để mà làm cho lớn chuyện lên trong tương lai. Tao cho nó động đất, tao cho nó sống thần, tao cho chết mẹ hết cái đảng Đĩ. Tao phải cho bỏ tật, tao phải mất dạy, tao phải bỏ tật, tao phải khốn nạn, tao phải chó chết. Tao phải, tao ghê không? Trời ơi chị ơi, là chị, tao nói hả, nước ào ào ào, tao nói ngập linh láng luôn chị ơi. Nước ngập vào nhà dân và biến cả thành phố Hồ Chó Đẻ trở thành biển nước. Hiện tại thì nước vẫn chưa rút hết và đảng Đĩ Cộng sản vẫn chưa có sửa chữa sau cơn bão. Cả miền Trung tan hoang, tanh bành té bẹ sau cơn bão. Điện nước vẫn chưa được nói trở lại. Người dân bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nguyên nhân là do đảng Đĩ Cộng sản ăn rượu cùng rùa đầu bò ốc chó não lộn, dự báo bão sai đường tâm bão. Bão vô Nha Trang và Phú Yên thì lại nói là vô Ninh Thuận và Bình Thuận, làm cho dân không chuẩn bị trước nên mới bị hậu quả nặng nề như thế này. Đà Nẵng cũng tan hoang banh tành sau cơn bão, gây thiệt hại nặng nề cho hội nghị EPEC kỳ này. Các cột cờ của đảng Đĩ Cộng sản cũng bị gió và thần gió của chị đã quét cho sập hết, báo hiệu một điều xấu cho đảng Đĩ Cộng sản chị ơi. Công nhận chị lợi hại thiệt. Hôm qua chị tụng kinh, chị nói rằng hãy bà thật kêu thần gió thần bão hãy nên thổi sập đảng Đĩ, phá hoại hội nghị EPEC, thì tự nhiên hôm nay những cái cây cột cờ nó treo để mừng hội nghị đỏ chét bắt đầu máu thoát, nó bị ngã sập tanh bành đó. Chết mẹ tôi, bây chưa một điện nó ngã hết, tao nói cờ xí đâu kia sập mẹ nó trơn đó, cờ máu tháng của tôi.
tôi bay sập mẹ trong bỏ thật chưa? Mất dạy 200 cây cột điện bị sập nè he. Rồi những cái mà cờ máu tháng máu đỏ treo, tao nói bị cây nó ngã, tao nói ginh ngang nó trơn, đẹp chưa? Cái này đâu cần người dân phải giật sập đâu. Người dân sợ quá đáng đời cho đảng đỉ tôi bay chưa đó. Mà đã treo cờ đỏ máu tháng lên, tao nói rồi. Tao nói rồi mà không nghe. Rồi Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến cho quý vị và các bạn. Hello chị Lisa thân mến, hôm nay là ngày 5 tháng 11 2017, xe tải kéo container đã bị bốc quả cháy dữ dội ở Thủ Đức. Các chiến sĩ ba sạch của chúng ta ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa báo tin có một vụ đốt xe tải kéo theo một container vào khoảng 20 giờ 30 tối ngày hôm qua, ngày 4 tháng 11 năm 2017. Theo như người dân thuật lại, thì một chiếc xe đầu kéo biển số 57L0883 kéo theo thùng container loại 40 feet chạy trên xa lộ Hà Nội hướng Suối Tiên vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ bị phát quả một cách dữ dội, mặc cho ba xe cứu hỏa đã được điều động đến để mà tiến hành dập tắt lửa. Nhưng phần đầu kéo vẫn bị ngọn lửa thiêu rụi tan tành. Có điều đáng nói là báo cho Lisa biết là vụ đốt này không do ba sạch chúng tôi ở Thủ Đức thực hiện. Có lẽ là người dân ở Thủ Đức đã ý thức bản lĩnh chính trị nhiều hơn và đã tự tay hoặc đã ra tay cùng với một chai xăng để ném vào chiếc xe container này đã được phải đổ xăng trộn với hỗn tạp trước đó nên đã bốc cháy và những đây là quả quạn. Tốt, đến nước này toàn dân Việt Nam phải mạnh mẽ hơn, phải mạnh mẽ hơn. Đây là hiện trường của chiếc xe tải container đã bị cháy. Cho mấy con chó đảng đỉ của tao bay vô chửi tao, chửi mà rốt cuộc không có hành động, chừng chửi làm đéo gì. Tụi bay chửi, tụi bay phải hành động làm sao cho tao đừng có kêu gọi người ta hóm đà tao phá hoại, tao trù ẻo cái đảng đỉ tụi bay thê thảm như vậy rồi mà tối ngày trên đây cứ mẹ nó ra ngồi. Trời ơi chị ơi, là chị cũng tiếp tục. Chiều ngày 4 tháng 11 2017, công an thành phố Huế cho biết tài xế điều khiển xe ô tô mang biển số 75A07434 đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người tử vong rồi bỏ trốn vào khuya 3 tháng 11 tại thành phố Huế là ông Dương Đức Quy. Thằng chó đẻ Quy này đã đến công an Huế tự thú cùng ngày bởi vì nó là cán bộ của ngân hàng nhà nước. Đụng người ta rồi bắt đầu là chạy trốn, trốn đã đời rồi, rồi bắt đầu là tới chừng ta phát hiện được là một thằng chó đẻ. Vấn đề là kêu bằng đó là mẹ Dương Đức Quy. Mà thằng Dương Đức Quy là ai? Thằng Dương Đức Quy lại là một cán bộ của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đụng người ta rồi bỏ trốn, khốn nạn chưa? Khốn nạn vậy đó, mất dạy vậy đó, khốn nạn. Cho nên các bạn đang ở trong một chế độ bạo quyền, không có luật lệ con mẹ gì cả. Cho nên các bạn phải mạnh mẽ lên cho Lisa nha. Ngày hôm nay Lisa sẽ cho các bạn biết rất là nhiều những cái tin. Cái tin mà Lisa muốn cho quý vị biết được ngày hôm nay đó là thiệt hại do ông trời, do bão đã đánh sập tiếp tay với vấn đề là Lisa cũng như là mọi người dân Việt Nam đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ê mặt. Tụi nó chạy lính quýt như là chuột chạy, hợp hội với nhau quá trời rồi. Ta nói tiêu tùng, hội nghị APEC, ta nói bộ mặt, ta nói thê thảm luôn. Và Lisa có một cái tin thiệt hại do bão bên Việt Nam, và Lisa nhận được một cái tin đấu đá ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lisa cảnh báo cho phe Nam Cộng, cảnh báo cho phe thân Nga chuẩn bị tinh thần, coi chừng phe thân Tàu Cộng có những chỉ thị nhận được của thằng Tàu Cộng là các hồ thủy điện ở Lâm Đồng cũng bắt đầu hàng loạt xả lũ luôn chị ơi. Ngay cả báo chí nó cũng đăng tức lên bữa nay nữa chị à. Nhưng mà người dân mình thì cúi đầu hiền quá chị ơi, không dám lên tiếng gì cả. Người dân Việt Nam là như vậy. Gặp ở bên Mỹ này mà xả lũ kiểu đó là mày chết.
những cái đập thủy điện nó phá banh tành luôn. Nhưng mà ở trong nước Việt Nam phải không, hễ mà không có bão thì nó ngăn nước lại, nó làm cho khô hạn chơi. Rồi bắt đầu tiền điện ra nó đè đầu, nó cứa cổ, nó lấy tiền điện để mà nó vô nó xài, nó ăn chơi, nó xây nhà lầu. Rồi tới chừng mà mưa bão cái là bắt đầu nó sợ bể mẹ đập thủy điện, nó không có tiền, bắt đầu nó xả lũ ra cho chết qua màu, cho chết súc vật, cho chết luôn con người. Vậy mà làm thân nó mà thấy họ khốn nạn vậy đó. Các bạn thấy khốn nạn như vậy. Quá trời quá đất khốn nạn. Trời ơi chị ơi, ta nói hả, sau khi nó xả lũ rồi, phố Nghệ An, vấn đề là kêu bằng là chìm trong biển lửa chị à. Khốn nạn vậy đó. Bạn coi nè, xả lũ xong rồi cả thành phố bị chìm mẹ nó vậy nè. Nhìn nó đâu cũng đâu đâu là cũng là nước, đâu đâu cũng là trời. Đẹp ghê không? Mênh mông thành phố không? 16 giờ chiều ngày 5 tháng 11 năm 2017, các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn ngập rất sâu. Từ đêm 4 tháng 11, mưa lớn kéo dài cùng với việc thủy điện sông Tranh 2 xả lũ khiến nước dâng lên, nhấn chìm nhiều tuyến đường trong khu phố cổ. Mày nó đã bảo như vậy nhiều rồi. Tuyến đường như Bạch Đằng, Huyền Trân. Đúng là một cái lũ ăn rượu cùng rùa khùng. Nó muốn giết người dân, nó lĩnh của thằng Tàu. Thở này nay lũ bão nó tới ào ạt như vậy mà tự nhiên nó xả lũ ra, Lisa cũng không hiểu cái lũ này nó làm cái gì. Tụi bay làm ăn cái kiểu gì? Tụi bay giết người không gươm không sao? Tụi bay nghe lời chỉ thị của thằng chó đẻ đầu bạc Trọng Lũ, những chỉ thị của thằng Tàu Cộng xả những cái đập thủy điện này ra. Tại sao mà mùa khô hạn không xả lũ ra, không xả đập ra, mà cứ đợi cho tới bão, đợi cho tới vấn đề là thiên tai là đồng lõa với vấn đề là kêu bằng là mẹ lũ để mà xả ra. Mà nó xả ra nó không cho người dân biết, nó khốn nạn, nó xả vào lúc 0 giờ đêm. Trong khi hậu quả bão Demri chưa được giải quyết xong thì đảng Mỹ Cộng sản tiếp tục nhận thêm một đòn trời giáng từ Đức. Chị ơi là chị, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố đã hủy bỏ việc miễn visa cho cán bộ của đảng Mỹ Cộng sản, bắt buộc những thằng chó đẻ đầu bò vào Đức cũng như người dân thường phải xin visa và được kiểm soát gắt gao. Bỏ thật chưa? Và yêu cầu tất cả cán bộ đầu bò của đảng Mỹ Cộng sản vào Đức cũng phải như người dân thường phải xin visa. Nghĩa là bất cứ thằng chó đẻ Việt Cộng ở cấp bậc nào muốn đi qua bên Đức cũng phải xếp hàng để nộp đơn xin visa y như người dân, chứ không còn được ưu tiên nữa. Như vậy thì sẽ gây vô số khó khăn cho đảng Mỹ Cộng sản. Vì cán bộ đã quen ăn trên ngồi trước, chứ không biết xếp hàng chờ đợi là gì. Đây là đòn trừng phạt của Đức đối với Việt Cộng đảng Mỹ vì vụ Trịnh Xuân Thanh. Và trong tương lai, Đức sẽ còn tiếp tục trừng phạt đảng Mỹ Cộng sản tới khi nào đảng Mỹ Cộng sản phải nhượng bộ. Nếu đảng Mỹ Cộng sản chưa chịu xin lỗi, chưa chịu thả Trịnh Xuân Thanh cho Đức. Đó, các bạn thấy Bộ trưởng Ngoại giao của Đức ông ta nói là tất cả những thằng đầu bò mà của đảng Mỹ Cộng sản qua nước này cũng phải xin visa y như dân thường, không có còn ưu tiên nữa. Và đặc biệt những con chó nào ở bên Đức mà treo cái cờ đỏ máu tháng, nghe lời tao. Trời ơi chị ơi là chị, tao nói đường xá hả, tao nói tiêu tùng hết trơn chị ơi, nhìn thấy ghê lắm chị ơi, y như là một bãi chiến trường chị ạ. Trời ơi là trời, tao nói nhìn ghê gớm lắm chị Lisa ơi, là chị Lisa, đường phố phấn hoe chị ạ. Thấy chưa, thấy chưa, đường phố tao nói nước nó ngập lên linh láng hết trơn, sập mẹ tiêu điều cho tao phải biết thế nào là lễ độ. Chị ơi chị, mặc dù bão lớn như vậy, nhưng mà lũ đảng Mỹ đầu bò vẫn tiếp tục cho tổ chức thi hoa hậu ở tại Nha Trang. Bởi vì những thằng này, nó không quên được cái thói dâm tặc dốc thằng già hồ, cho nên nó muốn coi lờ của những cô hoa hậu và nó ăn mừng cách mạng tháng 10 Nga ở tại Hà Nội chị ạ. Cuộc thi hoa hậu Hoàng Vũ ở Nha Trang vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày 4 tháng 11, bất chấp bão tới, bất chấp ngã cột điện, sập cột cờ, bất chấp cổng chào của vấn đề hội nghị APEC bị gãy làm hai chị ạ.
Nó kêu bằng là kêu nó là bây giờ xả xui, cho nên kêu các cô hoa hậu mặc bikini vô, đưa chỏ Bác Hồ vô để mà phá hung tinh chị ơi. Bất chấp bảo tàng phá Nha Trang và miền Trung, ban tổ chức Việt Cộng Đảm Đị cho biết là vì cuộc thi đã lên kế hoạch từ một tuần trước rồi, nên không thể hủy bỏ dù có mưa bão. Vì vậy cuộc thi vẫn tiếp tục sẽ diễn ra mặc kệ người dân miền Trung bị thiệt hại do bão Demri. Cùng với bão vô miền Trung dân chết hàng loạt, thì Đảng Đĩ lại tưng bừng tổ chức lễ ăn mừng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga tại Hà Nội. Việt Cộng đã tung hô cách mạng tháng 10 Nga là 10 ngày làm rung chuyển thế giới và ngọn đuốc soi đường cho cách mạng thế giới. Rồi Đảng Đĩ Cộng sản phe thân Nga đã đem văn công ra mặc đồ của Cộng sản Nga để mà ca múa, nhảy nhót, ăn mừng trên xác chết của những người bị lũ, bị bão cuốn trôi chị ạ. Trời ơi khốn nạn lắm chị, mặc cho người dân miền Trung chết 30 người, chúng vẫn diễn ra cuộc thi hoa hậu để mà bắt đầu là kêu bằng là lên để mà chỏ những cái bộ phận, mà vấn đề là đưa cái lò vô mặt của thằng Hồ. Bạn thấy đó, nó khốn nạn không? Bạo lực như vậy đó, Đảng Đĩ mà nó những này nó vẫn ăn mừng vậy đó. Đó. Bắt đầu là kêu bằng đó là thấy không? Đó, cầm cờ Nga rồi kêu bắt đầu là ăn mừng cách mạng tháng 10 Nga mà. Cái lũ mà thân Nga này bây giờ nó chuẩn bị nó tranh giành giành giật với thằng Tàu Cộng, thấy không? 1917, 2017 lễ khai mạc, đó coi, lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga. Đó, tao bây tao cho hai bên phe đấu với nhau. Phe thân Tàu chuẩn bị đi. Đó, phe Nga mà nó lên nó trả thù rồi là chết mẹ cái lũ Tàu Cộng tụi bay, cho nên tụi bay phải tiên hạ thủ di cường, còn bằng không là tụi bay chết cha tụi bay hết, tao cho tụi bay bỏ cái tật tụi bay ngục ngu. Tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Phe Tàu nó cũng không có vừa đâu, tụi bay cẩn thận đi. Sau hội nghị này thằng nào mà tổ chức nó đứng ở ngoài sau rồi là sẽ biết thế nào là lễ độ với nó. Trời ơi là trời. Chị ơi là chị, ta nói mặc cho ở ngoài đường phố bị sập cây cột cờ hay là cờ treo ở cột đèn bị gãy 200 cây cột điện, chị ơi, bắt đầu nó đưa những con hoa hậu bắt đầu là mặc bikini chỏ nguyên cái vấn đề là bộ phận sinh dục vô mặt của cái tượng thằng Hồ rồi nó ngồi nó cười. Bảo lục vậy đó, ở nước người ta ta đâu có cho thi hoa hậu, bây giờ ở Việt Nam nó cho những cô này mặc bikini chỏ nguyên Bác Hồ vào mặt của thằng Hồ. Thằng Hồ nó khoái lắm à, đưa cái này vô mặt của thằng Hồ á, mẹ nó hửi. Trời ơi chị ơi, sao bão thì Việt Cộng tiếp tục xả lũ chị ạ. Trời ơi, gây ngập nặng